Tin bóng đá trưa ngày 31 tháng 10. Bốc thăm tứ kết Carabao Cup, MU gặp ác mộng. Vào rạng sáng nay, các trận đấu tại vòng 1/8 Carabao Cup đã diễn ra và xác định xong 8 cái tên sẽ bước tiếp vào vòng tứ kết. Ngay sau đó, buổi lễ bốc thăm đã được tổ chức để tìm ra các cặp đấu. Cụ thể, Man United sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đến làm khách tại London với cuộc chạm trán với Tottenham Hotspur, đối thủ mà Quỷ Đỏ đã thất bại mối mặt trước đó tại ngoại Anh. Trong khi đó, Arsenal và Liverpool sẽ chỉ phải đối đầu với những đối thủ được đánh giá thấp hơn như Crystal Palace và Southampton. Cặp đấu cuối cùng là màn tranh tài giữa Newcastle và Brentford. Gây ấn tượng nhất từ vòng 1/8 vừa kết thúc chắc chắn phải kể đến Man United. Đội bóng đã có màn lột xác so với chính mình dưới thời Erik ten Hag. Đoàn quân được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tạm quyền Van Nistelrooy đã có chiến thắng giòn giã trước Leicester City với tỷ số 5-2. Các trận tứ kết dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 12. Loạt trận bán kết hai lượt sẽ tiếp nối vào đầu năm mới và trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân Wembley vào ngày 16 tháng 3. Van Nistelrooy sẽ rời Man United. Theo The Independent, Van Nistelrooy sẽ rời nhà hát của những giấc mơ sau khi quá trình bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng mới của MU hoàn tất. Huấn luyện viên Ruben Amorim đã có những tính toán riêng cho đội ngũ huấn luyện của mình sau khi lên nắm quyền. Ông sẽ mang theo hai người trợ lý thân thiết, Carlos Fernandez và Adelio Candido tới Anh làm việc. Van Nistelrooy nhiều khả năng sẽ tạm dẫn dắt MU trong 4 trận. Hiện tại, chưa rõ tương lai của trợ lý Rene Hacke và Andreas Johnson, bộ đôi này cập bến Old Trafford ở hè 2024 cùng với Van Nistelrooy trong nỗ lực giúp huấn luyện viên Erik ten Hag thi đấu khởi sắc hơn nhưng không thành công. Van Nistelrooy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cả đội bóng, các cầu thủ, đến ban huấn luyện và người hâm mộ cùng đoàn kết, đồng lòng. Vị huấn luyện viên 48 tuổi tin rằng khi tất cả cùng sát cánh, Manchester United sẽ trở nên khó ngăn cản. Chiến thắng trước Leicester giúp MU có sự tự tin trước cuộc tiếp đón Chelsea ở vòng 10 Premier League vào ngày 3 tháng 11. Man City trả giá cho trận thua Tottenham. Theo Telegraph, Savinho, tân binh người Brazil đang lên của Man City, dính chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng, khiến cho người mộ lo lắng và để lại khoảng trống lớn cho đội hình của The Citizen. Trước Tottenham ở trận đấu rạng sáng ngày 31 tháng 10, Man City cũng để thua với tỷ số 1-2. Việc mất Savinho là một tổn thất nặng nề cho Man City, nhất là trong bối cảnh đội hình của huấn luyện viên Pep Guardiola gặp khó khăn với hàng loạt ca chấn thương liên tiếp và sự thiếu hụt nhân sự sau khi bán đi tiền đạo Julian Alvarez. Savinho được đánh giá là một trong những bản hợp đồng tiềm năng nhất của Man City mùa này, nhanh chóng hòa nhập và thể hiện năng lực xuất sắc khi đóng góp đáng kể vào lối chơi tấn công của đội. Khả năng Savinho phải nghỉ thi đấu dài hạn khiến cho các cổ động viên không khỏi lo ngại về những tác động tiêu cực lên mùa giải của Man City. Huấn luyện viên Pep Guardiola từng tuyên bố rằng Man City không đặt mục tiêu ở Carabao Cup, nhưng tình hình hiện tại khiến câu nói này trở nên chua xót hơn. Ten Hag sắp có bến đỗ mới ngay khi vừa bị MU sa thải. Dù thất bại tại MU, nhưng Ten Hag từng ghi dấu ấn đậm nét tại Ajax và vẫn được khá nhiều câu lạc bộ quan tâm. Theo Fichajes, Dortmund đang xem xét bổ nhiệm ông thay thế Nuri Sahin. Sahin thay thế Edin Terzic ngồi vào chiếc ghế nóng của Dortmund vào mùa hè vừa qua, nhưng đã bị chỉ trích vì khởi đầu kém cỏi của đội bóng. Dortmund đang đứng thứ 7 tại Bundesliga và đã thủng lưới 14 bàn chỉ sau 8 trận. Tờ Fichajes cho rằng phong cách của Ten Hag có thể phù hợp với Dortmund. Đội bóng nổi tiếng với lối tấn công toàn diện, với việc trọng dụng các tài năng trẻ là trung tâm trong kế hoạch của họ. Bài báo này nói thêm rằng mặc dù Sahin đang rất được người hâm mộ yêu thích, nhưng ý tưởng về một huấn luyện viên có kinh nghiệm như Ten Hag dẫn dắt đội bóng đã tạo nên sự phấn khích. Ten Hag rất muốn hồi sinh sự nghiệp huấn luyện của mình và cơ hội dẫn dắt Dortmund sẽ khá hấp dẫn đối với ông. Đây là một trong những câu lạc bộ lớn nhất ở Đức và họ có một đội hình đầy tài năng. Gặp khủng hoảng, Dortmund giao bán cả đội hình. Bild đưa tin, ban lãnh đạo Dortmund rất tức giận trước chuỗi phong độ tệ hại của đội. Họ dần mất kiên nhẫn với nhiều ngôi sao lớn ở sân Signal Iduna Park từ đầu mùa. Ít nhất 5 cái tên đá chính thường xuyên cho câu lạc bộ vùng Ruhr một năm qua đã rơi vào diện buộc phải thanh lý. Đó là Donjen Malen, Emre Can, Julian Brandt, Niklas Schuller và Marcel Sabitzer. Cả 5 cái tên này nhiều khả năng sẽ ra đi trong phiên chợ tháng 1 năm 2015. Nếu Dortmund nhận được lời đề nghị hợp lý từ các câu lạc bộ khác. Trong số này, Sabitzer và Malen gây bất ngờ lớn nhất khi họ đều sắm vai trụ cột của Dortmund mùa trước. Tuy nhiên, phong độ bất ổn của bộ đôi này từ đầu mùa khiến ban lãnh đạo đội bóng không hài lòng. Tình hình của Can, Brand và Schuller còn tệ hơn khi họ mất suất đá chính ở sân Signal Iduna Park. Giá trị của những cái tên kể trên đều tụt khá sâu trên thị trường. Không có ngôi sao nào trong số 5 cái tên kể trên được định giá trên mức 40 triệu euro. Sau Arsenal lập kỷ lục có thể không bao giờ bị phá. Cầu thủ trẻ Ethan Nwaneri của Arsenal vừa ghi dấu ấn lịch sử với bàn thắng tuyệt đẹp trong trận thắng Preston 3-0 tại Cúp Liên đoàn Anh. Kỷ lục anh thiết lập có thể không bao giờ bị phá trong tương lai. Mới 17 tuổi, Nwaneri tạo nên cột mốc có thể khó có ai vượt qua
với một cú sút xa đầy uy lực từ khoảng cách 30m, làm bó tay thủ môn Freddie Goodman của Preston. Đó là bàn thắng giúp Arsenal dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 và cũng là khoảnh khắc đưa tên tuổi Nwaneri lên một tầm cao mới trong lịch sử câu lạc bộ. Với pha lập công này, Nwaneri trở thành cầu thủ trẻ nhất của Arsenal, ghi bàn trong 2 trận đầu tiên cho pháo thủ ở tuổi 17 và 223 ngày. Trước đó, anh đã lập cú đúp trong chiến thắng 5-1 trước Bolton vào ngày 26 tháng 9. Mùa giải này, Nwaneri đã có thêm 4 lần ra sân ở Premier League, chạm trán với những đối thủ như Liverpool, Bournemouth, Tottenham và Leicester City. Anh luôn thi đấu với sự tự tin, không hề lạc lõng giữa những tên tuổi lớn. Real có thể đưa Zidane về thay Ancelotti. Người ta đang đặt những câu hỏi về Carlo Ancelotti. Điều đó sẽ xảy ra với mọi huấn luyện viên Real Madrid nếu họ thua Barcelona không chỉ tại Santiago Bernabeu mà còn với tỷ số 0-4. Los Blancos phải nhiều thất bại một chiều ngay trên sân nhà của họ. Tất nhiên, Ancelotti đã từng ở trong tình huống này trước đây. Và khi đó, ông trả lời bằng thứ duy nhất quan trọng hơn tất cả các thứ khác ở Real Madrid: danh hiệu. Hy vọng nhà cầm quân người Italia có thể tiếp tục mang cúp về Bernabeu. Nhưng nếu mọi chuyện không cải thiện, Real nhiều khả năng sẽ bắt đầu tìm kiếm một huấn luyện viên mới. Theo Fichajes đưa tin, Florentino Perez có mục tiêu rõ ràng. Nhà đương kim vô địch La Liga muốn đưa Zinedine Zidane trở lại nếu Ancelotti không đưa đội bóng trở lại đúng hướng. Chưa biết mức độ đáng tin cậy của thông tin này là như thế nào, nhưng Real có lý do để tái hợp Zidane. Zidane đã có 2 nhiệm kỳ thành công trong vai trò dẫn dắt Real Madrid. Thật đáng chú ý khi ông không có câu lạc bộ nào kể từ khi rời Santiago Bernabeu vào mùa hè 2021. Quan hệ tốt đẹp, Juventus cân nhắc chiêu mộ sao PSG. Juventus được cho là đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Randal Kolo Muani của Paris Saint-Germain trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Cầu thủ người Pháp 25 tuổi đã phải vật lộn để giành vị trí đá chính dưới thời Luis Enrique, vừa được cho là đang tìm kiếm các lựa chọn khác để có thời gian thi đấu ổn định hơn. Mùa giải này, Kolo Muani có 10 lần ra sân cho PSG, chủ yếu là từ băng ghế dự bị, ghi được 2 bàn thắng trong 375 phút thi đấu tại Ligue 1 và Champions League. Calcio Mercato đưa tin rằng Juventus đang coi Kolo Muani là phương án để tăng cường các lựa chọn tấn công nhằm phục vụ cho cuộc đua danh hiệu. Gã khổng lồ quý đang tìm kiếm một cầu thủ dự bị cho Dusan Vlahovic và sẽ cân nhắc Kolo Muani nếu nhận được các điều khoản thuận lợi. Có thể là một bản hợp đồng cho mượn để PSG trang trải phần nào tiền lương của anh. Thương vụ này có thể được thúc đẩy bởi mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Juventus và PSG. Sự trở lại của Juventus tại Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu (ECA) đã tạo nên bầu không khí thân thiện hơn giữa hai ông lớn này. Sao Tottenham rơi nước mắt, rời sân ở trận thắng Man City. Tottenham Hotspur vừa đánh bại Manchester City 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 16 đội Carabao Cup. Thầy trò Ange Postecoglou thi đấu quyết tâm, bất chấp The Citizen nhập cuộc với đội hình và chiến thuật ra sao. Tuy nhiên, chiến thắng của Spurs phần nào kém vui bởi chấn thương của hậu vệ Mickey van der Ven. Hậu vệ người Lan đã đuổi theo cầu thủ chạy cánh Savinho của Man City, dẫn đến việc bị đau gân khuèo. Chỉ sau 14 phút, Mickey van der Ven đã được thay thế bởi Destiny Udoje. Van der Ven đã khóc khi bước vào đường hầm rời sân vì chấn thương. Yves Bissouma đã chạy theo để an ủi anh, nhưng máy chạy người Hà Lan có lẽ đang phải chịu đựng một chấn thương nghiêm trọng.